Xin chào các bạn, hôm nay cô Huyền đến với các bạn trong tuần 2 của bài tập thuần toán 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào là phần học số. Bài 1 người ta yêu cầu mình viết số. Số đầu tiên ở đây là số 1. Số 1. Cô có một ngón tay. Số 1 đúng không nhỉ? Ở đây là số 2. Ví dụ như thế này là cô có hai chấm tròn. Cô có hai chấm tròn là số 2. Đó. Các bạn, cách nhanh nhất thì các bạn nhớ được số 1 và số 2 là các bạn hãy đếm ở trên ngón tay của mình nhé. 1 này, và 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Các bạn hãy đọc cùng với cô. Các bạn hãy đọc lại các số cùng cô nhé. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Và số 6. Bây giờ cô và các bạn hãy cùng đi để xem rằng là những cái số này người ta dạy mình viết như thế nào nhá. Bài này các bạn hãy nhìn vào bài. Ở ô đầu tiên người ta cho số 1, ô cuối cùng người ta cho số 5. Giữa ở đây chúng ta có 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô và 5 ô. Với bài như thế này thì cô sẽ dạy các bạn như thế này nhá. Cứ mỗi một số mà các bạn sẽ điền vào đây thì các bạn sẽ vẽ thêm một chấm tròn cho cô. Ô đầu tiên người ta có một chấm tròn. Cô vẽ một chấm tròn ra đây. Đó. Thế một chấm tròn này tương ứng với số 1 ở đây nhá. Để sang ô thứ hai này, các bạn hãy vẽ thêm một chấm tròn sang đây cho cô. Và sau đấy các bạn đếm này. 1, 2. Vậy ô thứ 2 chúng ta điền số 2. Đó. Sang ô này là ô thứ 3 thì chúng ta vẽ thêm một chấm tròn nữa và ta đếm tiếp này. 1, 2, 3 là ta có số 3 vào đây. Đó. Sang ô này chúng ta vẽ thêm một chấm tròn nữa để ta đếm. Ta có 1, 2, 3, 4. Vậy ô này mang số 4. Và chúng ta vẽ thêm một chấm tròn nữa và ta đếm xem nó có đúng là số 5 không nhá. Nếu đúng là số 5 thì chúng ta làm đúng 1, 2, 3, 4, 5. Đúng 5 chấm tròn. Và ở đây người ta cũng điền sẵn cho mình số 5 rồi. Vậy thì bài này chúng ta làm đúng các bạn nhá. Ở bài bên dưới, người ta cho số đầu tiên là số 5 và tiếp đến là số 3 và đây là số 1. Vậy thì nó ngược lại với bài bên trên. Ở bên trên mình thêm một chấm tròn cho mỗi ô, thì ở bên dưới chúng ta sẽ bớt chấm tròn đi nhá. Đầu tiên là cô vẽ 5 chấm tròn ra đây này. Vậy 5 chấm tròn tương ứng với số 5 này
Thế đến ô này chúng ta sẽ bớt một chấm tròn đi, chúng ta gạch một cái đi, thì chúng ta còn lại 1, 2, 3, 4. À, vậy ta điền số 4 vào đây. Sau khi ta điền số 4 vào đây thì ta gạch thêm một cái nữa, thì ta còn 1, 2, 3. Đúng không nhỉ? Ở đây người ta điền sẵn số 3 cho mình rồi. 3 xong, chúng ta gạch tiếp một cái nữa thì chúng ta sẽ được số ở ô này là còn 1, 2. À, 1, 2. 2 xong thì chúng ta gạch thêm một ô này nữa thì ta sẽ còn là chấm tròn. Còn một chấm tròn là từ với số 1 ở ô này. Vậy thì với bài này khi làm thì các bạn hãy vẽ chấm tròn ra để mình có thể đếm được đúng hơn nhé. Bài 4. Bài 4 cho các số 1, 4, 3, 5. Các bạn khi cô đọc thì các bạn hãy đọc cùng cô nhé. Cô A người ta yêu cầu hãy sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần. Làm bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một cách là như này. Số 1 các bạn vẽ một chấm tròn cho cô. Số 4 các bạn vẽ 4 chấm tròn. 1, 2, 3, 4 chấm tròn. Số 3 các bạn vẽ 3 chấm tròn. Số 5 các bạn hãy vẽ 5 chấm tròn. Nhớ là những chấm tròn này hãy thẳng nhau nhé. Thì lúc các bạn nhìn các bạn sẽ rất là dễ. Đây, số 1, số 4, số 3, số 5. Nhìn vào đây các bạn thấy rằng nếu xếp theo thứ tự giảm dần thì các bạn phải lấy số chấm tròn nhiều nhất viết đầu tiên là số 5. Đúng không? Đây, có viết số 5 ở đây. Số 5 xong thì ít hơn số 5 là số 4. Ít hơn số 5 là số 4. Số 4 chỉ ít hơn số 5 một chấm tròn này thôi. Đó. Giảm dần mà. Thế ít hơn 4 một chấm tròn thì lại là số 3. Số 3. 4 rồi đến 3. Và bé hơn 3 và bé nhất là số 1, chỉ có một chấm tròn thôi. 1. Câu B, sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần. Tăng dần nghĩa là từ ít cho đến nhiều hoặc là từ bé cho đến lớn. Vậy thì số 1 này là ít nhất cô viết đằng trước. Sau đấy đến số 3, có 3 hình, ta viết tiếp. 3 rồi đến 4 và 4 cuối cùng nhiều nhất là số 5. Cô viết là 5 ở đây. Vậy theo thứ tự tăng dần cô có dãy số 1, 3, 4, 5. Bài 5. Bài 5 người ta yêu cầu mình hãy điền số. Thì các bạn hãy nhìn vào bài và các bạn thấy rằng hãy đếm số âm sao ở trong một ô này, sau đó điền số tương tự với số âm sao vào trong cái ô vuông nhé. Ở hình đầu tiên ta có 1, 2, 3, 4, 5 âm sao. 5 âm sao vậy ta sẽ điền số 5 vào đây. Đó. Sau đây ta có 1, 2, 3 âm sao, vậy ta điền số 3 vào đây. Chúng ta đếm được bao nhiêu âm sao thì chúng ta điền số bấy nhiêu nhé. Ở đây ta có 1, 2, 3, 4 âm sao, ta điền số 4. Ở đây ta có 1, 2 này, ta sẽ điền số 2 vào đây. Vậy là hôm nay cô Huyền đã đi với các bạn hết 5 bài của vở bài tập tuần toán 1, tuần số 2. Sau khi học 5 bài này thì các bạn đã biết viết và biết đếm những cái số từ 1 cho đến 5 rồi. Các bạn hãy luyện tập nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần 3.